Thì Giác Nhàn hồi nãy ngồi nói chuyện với thầy trụ trì rồi, thầy nói là thầy có duyên với chúng sanh nhiều lắm, bởi vì thầy phóng sanh nhiều quá. Mà đúng bữa nay phóng sanh nhiều lắm. Hôm bữa vừa rồi Hòa Thượng Tịnh Không không biết làm sao, ngài vừa mất cái ngày đó là cúng chúng cái ngày đó là chúng tôi phóng sanh 350 triệu luôn. Bữa đó là thả 3-4 tiếng đồng hồ, mà cá nó lớn, mà ở miền Tây cá nó tươi, nó ngon quá chừng. Trời ơi, mình không ăn mà thấy nó cũng ngon luôn. Nó tươi mà nó nhảy đành đạch, mình thả mấy tiếng đồng hồ, 15 tấn cá. Trời ơi, biết bao nhiêu mà kể, mà không biết sao có duyên với Hòa Thượng. Mà ngay cái ngày Hòa Thượng mất lúc 2 giờ rưỡi là 10 giờ sáng chúng tôi phóng sanh. Rồi, phóng sanh quá chừng nhiều luôn. Và bây giờ trên chùa cứ mỗi chủ nhật là 20 triệu, là tháng 80 triệu. Không biết tiền ở đâu người ta gửi về, hay thiệt nha. Chùa nào thường phóng sanh, Phật tử đông đúc đầy chùa, mà Phật tử ngoan chứ không phải Phật tử phá chùa đâu nha, chứ không phải Phật tử mà trời ở đất ở đâu. Nhà nào thường phóng sanh, con thảo cháu hiền, đông đúc đầy nhà. 10 công đức phóng sanh nói mà. Ai, cho nên thầy kêu là thầy phóng sanh nhiều, cho nên Phật tử tới đông, tôi tổ chức chả thấy mạng nào. Giác Nhàn nói thôi, để Giác Nhàn lên năn nỉ, nói họ mỗi chủ nhật về đây thầy chịu không? Trời ơi, tốt quá chứ. Ông nói cái tiếng Phú Yên mà. Tốt quá chứ. Rồi, vậy thì Giác Nhàn mới nói, vậy thì thảm nè, con mang xuống. Ông Phát á, ông thỉnh chúng tôi xuống đây á, là ông nấu cơm mang đến cho mình ăn. Cứ 8 giờ đến đây, chủ nhật tới nè. Bữa nay thứ tư đúng không? Mai thứ năm cúng dường trai tăng. Thỉnh các hòa thượng về đây, mai ai muốn đến đây để tham dự cũng được. À, có phong bì 5.000, 10.000 gì muốn cúng, mấy thầy xếp vô cho mình đi cúng trai tăng. Cúng trai tăng công đức thù thắng lắm. Rồi mấy thầy cũng nấu cơm đãi cho quý vị là thứ năm, ngày mai cúng trai tăng đó. Mỗi lần chúng tôi đi đâu chúng tôi thích cúng trai tăng lắm. Bởi vì mình cứ cúng dường là có phước à. Cứ cung kính cúng dường là có phước à. Còn mình xài cái là mất phước nó hết à. Đúng không ạ? Nhưng mà phàm phu thì thích xài hơn thích cúng đúng không ạ? Rồi thích có hơn là thích không. Mà không cúng làm sao có. Nhân quả mà. À, thì ngày mai cúng dường trai tăng là thứ năm. Rồi thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Chúng tôi nói mấy người thầy cũng niệm. Nhưng mà chắc không mấy người đâu. Hiện tại cũng 300-400 nè. Ngồi nghe từ trong ra ngoài. Thì họ có xa thầy đi nữa cũng xa nữa thôi. Chứ không xa hết đâu. Hiểu không? Hôm nay Giác Nhàn đang nỉ cho. Để họ về họ sắp xếp là sáng chủ nhật 8 giờ. Tới đây tụng kinh A Di Đà, niệm Phật, trì chú đại bi gì đó, đến trưa cho mình ăn cơm. Được chưa? Rồi mình ăn cơm xong cái chiều 1 giờ rưỡi mình nghỉ trưa, cứ nằm đại chỗ nào đó, lăn lóc chỗ nào nằm y như trên chùa trên vậy đó. Mà tu y chang như trên chùa Quan Âm luôn, được chưa? Rồi, hồi nãy Giác Nhàn nói với thầy á, lắng nghe nè. Thôi bây giờ thầy tổ chức chủ nhật, cái thầy hứa thầy kêu thôi, để chủ nhật sau nửa ngày rằm tháng 8 tôi tổ chức một số mấy thầy lên trên chùa thầy để làm dễ dỗ cúng trai tăng cổ Hòa Thượng Tịnh Không, xong rồi tôi tổ chức. Thầy kêu thôi không, thầy đừng có hứa xa quá, họ quên đó, chúng sanh hay quên lắm. Chủ nhật này thầy làm liền đi để cho nó còn nóng nảy, nó còn gọi rằng là còn cái trớn. Cái ông kêu ừ thôi tùy thầy, thôi vậy thầy cho mấy anh em xuống hỗ trợ được không sao, có thầy Kim nè, thêm mấy thầy nữa. Vậy là hồi nãy giờ mọi người là chủ nhật đến được chưa? Rồi có thẻ, có thảm, có đồ mấy thầy hướng dẫn. Nhưng mà bữa đó là thầy không có xuống, thầy xuống bữa nay thôi. Thầy hướng dẫn xong thầy tập trung mọi người hết là mang thảm, mang cơm, mang đồ xuống. Bên trưa nếu mà ai bận lắm á thì mình niệm Phật được buổi sáng. Còn ai mà suốt ngày luôn á thì càng tốt. Nếu mà ai một buổi sáng á thì cái hoa sen bên Cực Lạc nó như ri thôi, tức là nhiêu này thôi. Còn ai thêm buổi chiều thì nó nở thêm chút nữa. Được chưa? Còn ai mà thường xuyên niệm thì hoa sen càng ngày càng nở lớn lên. Niệm Phật hoa sen nó mới nở chứ. Bên cạnh giới Cực Lạc đó mà. Rồi lúc đó Đức Phật A Di Đà là Đại Thế Chí là trách nhiệm cầm hoa sen đến đón mình mà. Mà nếu hoa sen nở càng lớn thì nó càng thăng cao phẩm vị. Được chưa? Trời ơi, tìm một cái chùa để mà cho quý vị niệm Phật không phải dễ đâu. Không phải dễ đâu. Có một số các thầy họ bận biểu Phật sự, rồi các thầy không có tổ chức niệm Phật, không có duyên á, không có Phật tử đứng ra, không có ai để mà quy tụ đến, mà một số các thầy là không làm. Còn một số các thầy rất thích làm nhưng mà lại làm không được, chứ không phải dễ đâu.
Quý vị biết chúng tôi gầy dựng cái tỉnh thất Quan Âm cho đến cái chùa bây giờ là đến mười mấy năm trời nó mới hình thành được. Nhưng mà con nhận thầy trụ trì này ông có phước. Bữa nay ông cho mượn cái chùa thôi cho ông phát ông lo hết. Rồi chúng tôi coi như xuống giảng mọi thứ coi như là lót ổ luôn rồi đó. Đầy đủ hết rồi. Nhưng mà được cái niềm tin của thầy mà tin niệm Phật cái là tự nhiên nó có phước báo. Quý vị thấy không? Đó, mỗi chủ nhật là bữa chủ nhật tới á là bỏ ghế hết đi, ngồi dưới niệm Phật. Bữa nay nghe pháp thì ngồi anh ghế phải không? Rồi cái bắt đầu là thầy sẽ ra hướng dẫn chung một số mấy thầy với thầy Kim, thầy sẽ cho hai thầy cho nó mà giỏi tụng kinh hay á xuống tụng với quý vị nha. Được không? Sướng quá rồi. Còn cái gì sướng bạn? Chùa có sẵn. Thêm đó nữa nấu cơm, nấu nước cho mình, có người hướng dẫn mình niệm Phật để vãng sanh thì còn cái gì bạn? Chỉ có những người mà họ mê tiền, họ thích thế gian này quá, họ không đi chịu thôi. Chết mà kêu mấy thầy cầu siêu thì cũng có được, nhưng mà nếu mà nghiệp nặng quá thì đọa ác đạo như nãy nói thì chịu à. Cầu siêu cũng có lợi ích đó chứ, nhưng mà nghiệp nặng quá làm sao mà siêu đây? Hiện tại mà không có cầu siêu cho mình để siêu thoát nghiệp xấu ác để mình về Tây Phương Cực Lạc, lúc đó ai mà cầu cho nổi? Phải không ạ? Nên bây giờ phải tu nghe. Giờ phải tu, cho nên mục đích chính chúng tôi xuống đây là phải gầy dựng làm sao được cái đạo tràng. Cho năm 2010 cho đến 2016 đi nước ngoài tới giảng mấy ngàn người, mấy năm bảy ngàn người đi về cái lời cái chùa cũng quắn que, không có ai. Uổng công mình đi quá. Hôm bữa giám nhàn nói thầy Kim với chú Phát, nếu mà xuống đây giảng 200, 300, 400, 500 xong rồi đi về hết uổng công quá. Làm sao nói ông trụ trì tìm ở trong cái tỉnh Phú Yên này mà thầy nào mà chịu niệm Phật. Giác nhàn xuống rồi đưa cách niệm Phật, rồi đưa kinh xuống. Nhớ cái cuốn kinh A Di Đà đó là bữa đó tới mang tới ngang. Cho hết rồi, bữa đó không có nữa đó, là bữa tới mang tới. Còn mấy người mới á, thì cũng sẽ để dành kinh cho. Mỗi lần in là cũng 500-700 triệu mấy đồ đạc mang xuống đây. Không phải chúng tôi kể đâu, nhưng mà nói như vậy để là mình cúng dường cái pháp bảo cho người ta tu, gọi rằng là được cái công đức trí tuệ. Rồi về mình rủ bạn bè mình đến tu nữa. Phải không ạ? Thử đi, thử coi. Vài tuần rồi mình mới thấy nó an vui lắm. Có nhiều người chủ nhật ở nhà chả biết làm gì, đi quýnh cờ tướng mấy ông á, rồi mấy bà đi nói chuyện bà tám, đi vòng vòng, trời nó uổng cái thời gian quá chừng luôn. Phải không? À, bữa nay có cái chỗ về mình tu rồi ha. À, cho nên thành ra là cái việc mà hôm nay để nói cho quý vị, để mà quý vị phát tâm về đây tu á, thì chương trình thầy không có xuống nữa, thầy xuống một lần thôi. Bởi vì cái thời gian thầy bây giờ cũng phải dành thời gian để tu. Năm nay cũng 51 tuổi rồi mà chưa biết ngày giờ vãng sanh. Cái này thì nói thiệt, năm nay 51 tuổi rồi, tu cũng 37 năm rồi mà chưa biết ngày giờ vãng sanh. Lỡ mà vô thường nó sọc đến một cái thọ mạng hết thì biết đi đâu đây. Bản thân thầy hay tự nhủ như vậy. Cái này nói thực tình với nhau. Còn quý vị mà tu mà là tà như vậy thì nguy hiểm vô cùng. Thọ mạng mà hết một cái rồi, con cái nó bêu rêu, nó khóc lóc rồi nó núm nó kéo, mà tâm quỷ quý vị mà nếu mà không thực sự công phu đắc lực, mà dẫu cho đắc lực, Tổ Ân Quang nói dẫu cho công phu nhất tâm đắc lực, mà lúc lâm chung không có người trợ niệm, mà con cái nó khóc lóc, nó thay quần áo, nó tắm rửa, là quý vị cái tình niệm nó dấy lên là thương con, thương cái, thương tiền, quyến liếng. Đây gọi là tình niệm. Tình niệm này đoạt mất chánh niệm, đoạt mất sự vãng sanh, đọa lạc. Đơn giản đâu. Cái này là nói chân thật quý vị, không phải hù dọa, không phải lường gạt quý vị đâu, không phải lừa gạt đâu. Lúc đó là chồng đi đường chồng mà vợ đi đường vợ, chồng ở nhân gian mà vợ xuống âm ti, đi cõi khác. Đừng có nói là hai cái mồ đó chết chôn chỗ đó rồi vợ chồng ở chung, không có đâu. Quan niệm sai lầm. Ở trong An Sĩ Tần Thư có nói nè, lắng nghe nè. Ông đó ông phu trượng dạ, ông quá giàu. Ông nói bà tôi mà chết là bà làm thêm một cái hạt, cái hòm vàng tiền của chung chung nha, để tôi xuống tới tôi xài, mang theo cái con nô tỳ rồi đó. Hỏi mang sao tôi mang được ông? Kêu lúc tụi tôi chết đó bà phải đè cho nó chết luôn. Nó chết rồi cái hồn nó theo tôi thôi, vì tôi muốn như vậy là chắc nó cũng đi như vậy theo tôi. Trong An Sĩ Tần Thư nói hay cực kỳ. Khi kẻ chết người sống và hai người cùng chết, hai nghiệp khác nhau không ở chung được với nhau. Hay cực kỳ luôn. Xong rồi cuối cùng cái bà vợ phải làm theo. Ông chết cũng mang một cái hòm vàng tiền để bên cạnh ông, chôn chung, đè con nhỏ nô tỳ đã chết luôn. Thì khi chết rồi mà khiến sao gia đình này có phước. Bình thường cũng cúng dường tam bảo, tin tưởng tam bảo. Cái ông vừa chết một cái là
thỉnh thầy đến tụng kinh niệm Phật, tụng kinh niệm Phật suốt trong cái lúc ông còn cái xác đó. Con nhỏ nô tỳ này chết rồi, bị đá đè chết rồi. Mà ông vừa chết xuống một cái là âm thi bắt đầu ép xác ông, ép cái xác ông cho chảy nước mỡ ra. Bởi vì cái nhân là ông kêu vợ đè cho con này chết, con nhỏ nô tỳ chết mà. Thì cái quả ở dưới địa ngục cũng bị người ta ép cho ông ra mỡ cho ông chết, ép cho ông chết đi sống lại. Chứ địa ngục là chết đi sống lại, chết đi sống lại, ép ông ép. Mà trong thời gian ở địa ngục nó ghê thật nha, chưa được một ngày mà ép không biết bao nhiêu chục lần rồi. Cuối cùng cái là cái cô nô tỳ cô đi tới địa ngục, cô thấy ổng đang bị ép. Thì mấy người trong ngục tốt, cái câu chuyện này thiệt chứ không phải là cái câu chuyện gọi rằng là hoang đường đâu nha, nhìn vô trông thấy ổng đang ép như vậy, nó hỏi lý do gì. Nó kêu là ông này khi ổng chết, ổng có cái quan niệm sai lầm là ổng muốn mang cái cô nô tỳ là cô đó xuống ở chung để phục dịch cho ổng, chỉ nô tỳ phục dịch cho ổng mà ép cho cô chết, cho nên cái tội này phải xuống bị ép. Quả báo ghê không? Còn cô thọ mạng cô chưa hết, tuy rằng họ ép như vậy, bây giờ họ lấy hết mấy cái bao ra rồi á, thì cô sẽ sống lại, thả hồn cô về, cho nghiệp thức cô về sống lại. Ghê không? Bởi vì cô là người quá tốt, cô nô tỳ là một người tốt trung thành, cho nên cái thọ mạng cô còn, cho nên tuy rằng gia đình cũng ép cho cô chết ngợp thở, nhưng mà cô vẫn về sống được. Trong An Sĩ nói là có câu chuyện có bằng chứng thực tế ngang. Bằng chứng thực chứ không phải là chuyện ngụ ngôn à. Xong rồi bắt đầu dắt ông qua một cái ngục khác ép nữa. Bởi vì ông bắt người gia đình ép cô này cho chết mà. Bây giờ cái quả báo phải bị ép lại thôi. Ép tức là cái ý niệm ông muốn cho người nhà ép cái cô nô tỳ này chết, thì từ ý niệm nó biến ra cái địa ngục, biến ra cái cảnh phải ép ông lại. Thấy tư tưởng sai lầm tạo xấu ác, bây giờ phải bị quả ác không? Kinh khủng không? Nhân quả trong tâm thức hiện ra. Thì mấy ông ngục tốt ông càng ép là gãy sắt, càng ép là gãy sắt, cứ ép vô là gãy sắt. Cuối cùng trên nhân gian đang niệm Phật tụng kinh, cho nên công đức niệm Phật bảo bọc tâm thức của ổng, cho nên sắt ép gãy hết. Ghê chưa? Thấy cái lúc lâm chung được tụng kinh niệm Phật chưa? Mà thọ mạng ổng còn. Cho nên thành ra ông ngục tốt trưởng ngục đó ổng nói à, gia đình này nhờ công đức tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho ông, thọ mạng ông này còn, và lúc bình thời ông này vẫn còn làm phước, nhưng mà do một niệm sai lầm bắt cô nô tỳ này đến để ở chung phục dịch cho ổng, lo lắng cho ổng, nhưng mà cái phước ổng quá lớn và gia đình biết tin tâm bảo niệm Phật, cho nên thành ra không ép ổng được nữa, không ép cho ổng chảy mỡ được nữa, không làm hại ổng nữa, thì thần thức ổng bắt đầu siêu thoát vô trong cái thân lại, bắt đầu sống lại, bắt đầu kể. Câu chuyện này là từ lúc ông kể ra. Thì gia đình mới tin tưởng tam bảo, tin tưởng niệm Phật, tin tưởng làm công đức mà cho ông siêu thoát. Hay không? Hay không? Hay phải không? Như vậy mà cái lúc mình mất là mình cần người niệm Phật không? Cần người tụng kinh không? Cần làm phước không? Cần chứ. Nhưng mà cái câu chuyện ông này có đặc biệt là ông này ông bình thời ông làm phước nhiều quá mà không nghe ai nói nhân quả, cho nên thành ra ông nói là chết mà bắt cô đã đi theo để phục dịch cũng y như người còn sống. Không phải. Cho nên lúc ly là chồng đi một nơi, vợ đi một ngã, rồi mẹ đi một nơi, rồi cha đi một ngã, là do cái nghiệp nó sai biệt chứ đâu phải giống nhau. Còn sống là còn vợ còn chồng, đúng không ạ? Nhưng chết rồi là vợ chồng nó xa cách nhau đó. Mà chưa chết mà hai vợ chồng phước báo khác nhau, tâm niệm khác nhau, nó cũng ly dị, nó cũng chia tay, chứ đừng có nói chuyện mà chết, đúng không? Hiểu hiểu cái đạo quả này, cái nhân quả này không? Hiểu không?